Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ phát Wi-Fi Cisco Aeronet AP2802i-S-K9, rất là phù hợp với môi trường indoor có mật độ thiết bị kết nối cao. Mã trừ S được thiết kế riêng cho Việt Nam, ngoài ra thì còn các mã trừ E-K sử dụng cho các khu vực khác ở trên thế giới. Cisco AP2802i-S tích hợp chuẩn Wi-Fi 5802.11ac-W2, sử dụng kiến trúc RF tốt nhất trong phân khúc Wi-Fi cùng giá, cung cấp phạm vi phủ sóng hiệu suất cao cho những nơi có mật độ thiết bị khách lớn, giúp người dùng có trải nghiệm kết nối không dây liền mạch. Các tính năng như Cisco Clean Air, Client Link 4.0 giúp giảm nhiễu kênh và tối ưu hóa khả năng chuyển vùng, hỗ trợ độ rộng các kênh tới 160MHz, lựa chọn băng thông động cho phép Cisco AP2802i-S tự động chuyển đổi giữa các kênh 20, 40, 80 và 160MHz tùy thuộc vào điều kiện kênh RF, giúp mạng có hiệu suất tốt hơn. Thiết bị này thì chạy băng tần kép 2.4GHz và 5GHz với 4 anten trên mỗi giải tần, hỗ trợ 3 Spatial Stream, tích hợp công nghệ Momimo cho phép chuyển dữ liệu đồng thời tới nhiều máy khách và phân chia Spatial Stream giữa các thiết bị khách để tối đa hóa thông lượng cho mạng. Theo lý thuyết thì tốc độ dữ liệu không dây của thiết bị có thể đạt tới 2.6 Gbps. Độ lợi đăng ten 4 dBi ở dài 2.4GHz và 6 dBi ở dài 5GHz. Cisco AP2802i-S có thể phủ sóng mạnh nhất ở trong bán kính 10m, khả năng chịu tải tối đa là 400 client đồng thời. Mặc định thì con này chạy OS Lightweight, cần hoạt động kèm theo controller. Khi muốn dùng giải pháp Cisco Mobility Express có tác dụng như là một controller ảo để quản trị các AP trong mạng mà không cần phải tốn chi phí mua thêm controller chuyên dụng thì cần có bản OS Mobility Express. Các bạn có thể tìm bản này ở trên trang software của Cisco nhé, tuy nhiên thì phải có tài khoản partner mới download được. Các bạn có thể nhờ bên nhà phân phối tải giúp, hoặc nếu mua hàng tại Sentity Shop thì các bạn có thể cung cấp serial của sản phẩm để được kỹ thuật viên bên mình support download và cấu hình miễn phí nhé. Về ngoại hình thì thiết bị có màu trắng, Galaxing, vuông vắn, gọn nhẹ, trọng lượng chỉ hơn 1 cân một chút thôi. Anten được thiết kế ở bên trong chứ không phải là dạng râu, cho nên là nó sẽ không làm ảnh hưởng đến mỹ quan, nhất là ở những nơi mà đã được decor đẹp đẽ như là tại các quán cà phê hay là văn phòng làm việc hoặc là hiệu sách vân vân. Về giao diện kết nối thì ở mặt trước của thiết bị sẽ có đèn LED báo hiệu trạng thái hoạt động. Ở mặt sau thì sẽ có hai cổng Ethernet RJ45 1G, trong đó một cổng hỗ trợ PoE là cổng này. Chúng ta có thể dùng dây LAN nối từ switch hoặc router sang cổng PoE này để cấp nguồn cho nó hoạt động mà không cần setup nguồn riêng. Kế tiếp nữa là cổng USB để update firmware. Kế bên nữa là cổng console dùng để quản trị. Cuối cùng là một nút reset để có thể khôi phục cài đặt gốc trong trường hợp cần thiết. Bộ phụ kiện đi kèm của sản phẩm thì sẽ có một tờ hướng dẫn sử dụng nhanh. Còn đây là bộ giá đỡ để gắn thiết bị lên trên tường hoặc là để ở trên bàn, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của chúng ta. Thiết kế vát sâu như thế này thì sẽ rất là thuận tiện khi mà gắn thiết bị ở trên tường. Như vậy sẽ cho chúng ta đủ không gian để có thể đưa tay vào và cắm các cái dây kết nối vào đây cho thiết bị hoạt động. Ngoài những tính năng nổi bật như mình đã nói ở đầu thì trên Cisco AP2802i-S còn tích hợp công nghệ beamforming giúp cải thiện hiệu suất downlink, đồng thời cải thiện tuổi thọ pin trên các thiết bị di động như là điện thoại thông minh và máy tính bảng. Thiết bị tương thích với các tiêu chuẩn bảo mật Wi-Fi Protected Access 2, WPA 802.1X và Advanced Encryption Standard giúp bảo vệ mạng an toàn trước các mối đe dọa. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu xong với các bạn những đặc điểm cơ bản nhất về Wi-Fi Cisco AP2802i-S. Các bạn có thể xem chi tiết thông số kỹ thuật của sản phẩm ở trong link sản phẩm mình để bên dưới mô tả nhé. Các bạn đánh giá như thế nào về sản phẩm này thì hãy comment cho mình biết ở bên dưới nhé. Và nếu thấy video hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình một like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Sentity Shop bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.